tin về mặt hàng cũng như là giá cả ấy, thì em sẽ đi chi tiết nhé. Đấy. Đầu tiên thì em giới thiệu các bác đó chính là chế phẩm Hùng Nguyễn. Đây là chế phẩm Đà Lạt 601. Sản phẩm này thì được các bác sử dụng rất là nhiều, đặc biệt các bác mới rơi lan thì không thể quên được cái dòng này rồi. Loại này thêm bán là 25.000 đồng một lọ. Nếu các bác lấy một cặp là 50.000 nhá. 50.000 một cặp. Tiếp theo bên đây thì em chuyển sang cái dòng kích rễ nữa, đó chính là những cái dòng B1. B1 thì nhà em có nhiều loại, thứ nhất là cái B1 thường này. Đây là B1 thường này, gọi là B1 Việt. Đấy, loại này thì là 20.000 đồng một lọ. Còn cái loại B1 to hơn kiểu này thì là 40.000 đồng một lọ. Sang bên đây thì em có cái B1 Thái này. Đây là B1 Thái đây. Lọ B1 Thái là 40.000. Còn đây là B1 Mỹ ạ. B1 Mỹ thì là 50.000 đồng một lọ. Đó. B1 thì có những loại như vậy. Kích rễ thì em có N3M. Nhưng mà N3M hiện tại thì hết hàng rồi, thì em chuyển sang cái dòng Exotic của Thái nhé. Hàng này thì dòng của Thái Lan thì nó tốt hơn. Đấy. Cái loại này dạng chai này thì em bán là 70.000 đồng một lọ Exotic của Thái. Hoặc là các bác có thể lấy cái loại siêu da rễ Terasort 4 này. Cái loại này thì em bán là 25.000 đồng một lọ Terasort 4. Hoặc là em có cái dòng kích rễ của Ngọc Linh, đấy ạ, kích da rễ cực mạnh của Ngọc Linh này. Cái chai này thì sản phẩm của Ngọc Linh kết hợp với, có thể là kết hợp với cái dòng đặc trị thối nhũn nữa. Thì loại này em bán là 85.000. Đây là sản phẩm kích rễ của Ngọc Linh nhá. Giá thì niêm yết ở trên bao bì rồi. 85.000 đồng một lọ kích rễ của Ngọc Linh. Sang bên đây thì em chuyển sang cái dòng đây ạ, phân bón lá. Phân bón lá thì có 3 loại. Đây ạ. Đây là dòng đầu trâu này. Đầu trâu bón lá thì em có thứ nhất là đầu trâu 501 này. Chỉ số 501 để trồi ra lá này. Kích thích ra hoa thì có 701 và dưỡng hoa lâu tàn là có 901. Đấy, sản phẩm này, 3 loại này thì đều có giá đồng giá là 25.000 đồng một lọ. Còn phân bón đây là phân bón NPK đấy ạ. Cái này của Gromor. Thế loại này thì cũng có 3 chỉ số. Thứ nhất là 20 đều này. Hai là 6-30-30. Và đây là 30-10-10. Đồng giá cũng là 25.000 đồng một lọ nhé. Đó, đây là dòng phân bón lá. Đây ạ, đặc trị thối nhũn thì thứ nhất em có cái đặc trị thối nhũn của Ngọc Linh. Đặc trị thối nhũn 24 giờ ạ. Chai này thì em bán là 85.000 đồng một lọ. 85.000 đồng một chai. Hoặc là đặc trị thối nhũn thì các bác có thể dùng cái sản phẩm Phi San ở trên đây. Phi San trên đây thì em bán là 55.000 đồng một lọ nhé. Sản phẩm Phi San. Hoặc là các bác có thể lấy sang cái dòng Stunner này. Cái này thì nó nhẹ hơn. Đặc trị vi khuẩn thối nhũn này. Loại này thì là 20.000 đồng một gói. Hoặc là cái Phi San dạng gói này. Em bán cái dòng dạng gói này là 10.000 đồng một gói. 10.000 đồng một gói Phi San. Có cái loại viên sủi chống thối nhũn này. Viên sủi Poner này thì là 10.000 đồng một viên. Cái này viên một viên nén đấy ạ. Mình pha ra nó sủi ra thành nước thì mình bắt đầu mình pha. Dưới đây thì có một loại nữa mà nhà vườn người ta thường hay sử dụng, mà em hay nhập cái dòng đai châu ấy. Các bác thường thấy xuất hiện những cái màu xanh xanh ở trên đai châu rừng bắp trụ ấy, đó chính là người ta sử dụng cái dòng Kim Ginmun này. Đó. Loại này thì khá là mạnh. Em bán là 50.000 đồng một gói, 50.000 đồng một gói Kim Ginmun. Cái này cực kỳ hiệu quả luôn. Đây là dạng Phi San này. Và có cả Ridomin Gold nữa. Ridomin Gold thì là 50.000 đồng một gói. Hiện tại thì không biết là để đâu rồi. Còn đây là cái dòng Anchancol này. Anchancol em bán 40.000 đồng một gói. Đây cái này này. Nấm Chico Đề Ma thì em có cái loại dạng gói. Dạng hộp thì của anh Nguyễn Quốc Tư hiện tại em hết hàng rồi. Mà giờ không có xe để chuyển về. Nên là các bác đặt hàng thì cứ đặt hàng trước. Để thời gian nữa, tầm khoảng tuần nữa em xem nếu mà xe cộ nó đi lại được thì em sẽ gửi hàng cho các bác. Còn đâu hiện tại em bán cái dạng gói này. Gói này là 100g thì là 15.000 đồng một gói. Hoặc mình lấy cái loại dạng gói mình dùng đến đâu mình sử dụng đến đó cũng được. Cho nó đỡ bị để lâu ấy. Hoặc sang bên đây thì em có cái dòng diệt sên. Đây ạ, những túi diệt sên này. Đây, túi này là túi bả sên này. 15.000 đồng một túi. Đây là túi diệt sên. Và có một loại nữa là diệt kiến. Diệt kiến thì không biết là để đâu rồi. Diệt kiến thì 5.000 đồng một gói, nhỏ nhỏ. 5.000 đồng một gói diệt kiến. Tiếp theo thì em chuyển sang di xanh. Để kích kia di xanh. Cái hàng này là kích mầm trồi này. Dạng phun là 60.000. Còn di đỏ dạng bôi này, loại này thì em bán 70.000 một lọ, di đỏ. Còn đây là cái dòng chế phẩm nano bạc. Nano bạc của Hồng Nguyễn này, 30.000 đồng một lọ. Đây là lọ nano bạc của Hùng Nguyễn. Có cái loại nano bạc của A68 này thì em bán là 35.000. Đây là nano bạc A68 thì 35.000. Còn cái nano đồng này, nano đồng này thì em bán là 30.000, 30.000 một chai nano đồng. Đó. Đây, có một cái loại mặt hàng nữa mà em quên em không giới thiệu các bác, đó chính là cái sản phẩm Vua Phong Lan.
Đấy, cái này thì đã gọi là vua phong lan, thì cái sản phẩm này nó đã chuyên về cái dòng cho phong lan này, kích rễ cực mạnh này, lên mầm nhiều mầm, mầm mập, mầm to khỏe này. Đấy, cái dòng này khá là nhiều công dụng. Đấy, vua phong lan này em bán là 10.000 đồng một gói nhá, 10.000 đồng. Không biết là 10.000 đồng hay gì, em đặt từ mấy tuần lâu lâu rồi nhưng mà giờ hôm nay mới mang ra bán. Nói chung là 10.000 đồng hoặc là có thể đơn giá thay đổi thì cái này em xem lại hóa đơn nhá. Nhưng mà hình như là 10.000 đấy. Còn bên đây đó chính là cái nấm ba màu. Đấy, nấm ba màu. Cái này là tăng cái sức đề kháng cho cây. Đấy. Bảo đây, cái này thì cũng sản phẩm của anh Tư này, của công ty Kim Thủy Sinh này. Đấy, cái này là 60.000 đồng một gói, 60.000 đồng một gói. Atonic này là 10.000 đồng một gói. 10.000 đồng một gói Atonic nhá. Sang bên đây thì em có cái sản phẩm dưỡng chất AB. Cái này thì em quên em không giới thiệu. Cái này cực kỳ là đặc hiệu luôn, mà mọi người thích sử dụng cái mặt hàng này rất là nhiều. Dưỡng chất AB, cái lọ của nó thì nhỏ như cái lọ thuốc nhỏ mắt thôi ạ. Loại này em bán là 100.000 đồng một lọ. Đấy, 100.000 đồng một tuýp. Sang bên đây thì em chuyển sang cái sản phẩm hormone kích thích tăng trưởng cho cây, thì bao gồm cái dòng Super Thai. Super Thai thì có cái loại 50ml, đây là loại 50ml này. Loại này thì em bán 100.000. 50ml 100.000. Chuyển sang cái loại cao cấp hơn là cái loại 60ml là 230.000. Loại này này hộp nhựa. Đó, 230.000. Và có một loại to nữa là loại 330, cái đấy là 120ml thì em để ở phía trong. Đó, đây là sản phẩm Super Thai của Mỹ nhá. Cái sản phẩm Super Thai này các bác có thể là kết hợp với cái sản phẩm Decamon và cái Humic Acid 322. Vì ba cái bộ sản phẩm này thì thấy mọi người là sử dụng kèm kết hợp với nhau thì nó khá là hiệu quả. Để cái Decamon này này thì em bán là 65.000 đồng một 65.000 đồng một chai Decamon nhá. Còn đây là cái chai Humic Acid 322 này. Cái dòng này là dòng dạng 1 lít này. Đấy, lọ này em bán 120.000, 120.000 cái lọ 1 lít. Tiếp theo thì em có cái phân bón thông minh Rina này. Đấy, NPK 310808. Đấy, loại này thì em bán là 30.000 đồng một lọ, 30.000 đồng một lọ. Phân Rinan Olicit trị các bệnh do nấm gây ra thì em bán là 40.000, 40.000 đồng một chai. Ở trong đây thì có siêu lân thì em bán là 10.000. Còn cái siêu kali kia thì em bán với giá là 15.000, gói to hơn. Cái gói siêu kali nó to hơn này. Cái siêu lân này có 15g nhưng siêu kali tận 100g cơ. Keo liền sẹo có dòng của Mỹ này. Sản phẩm của Mỹ thì em ưa chuộng hơn. Thực ra các bác cũng dùng cũng cảm thấy là thích hơn. Nó đắt hơn cái loại của Việt là 20.000. Tuy nhiên đây là keo đen. Cái khả năng kết dính của nó thì nó chắc hơn. Giúp cho cái cây nó liền ra, liền cái da cây cho nó nhanh hơn ấy, để tránh trường hợp nó bị thối nhũn ạ. Loại này thì em bán 50.000 đồng một lọ. Sản phẩm mà chị chống sốc cho phong lan đấy ạ. Cây phong lan mà khi mình mang về nhà ấy, nhiều khi thì nếu các bác bỏ ra bên ngoài cái môi trường nó, hai môi trường khác nhau, có thể dẫn đến tình trạng là sốc cây và cây nó yếu đi và chết dần. Thì các sản phẩm B12 này, cái này thì dùng cho động vật, nhưng mà mọi người đối với lan thì mọi người là có thể chống sốc cho lan với giá là 25.000. Đấy, một lọ B12 này 25.000. 50ml. Tiếp theo là cái Bencola. Bencola là cái này là trị sản phẩm trị virus vi khuẩn nấm mốc. Cái này chị cho giá thể cho cây này. Đó. Khử trùng nhá. Cái loại này là 25.000 đồng một lọ. Đấy, cái này cũng là sản phẩm để trị cho động vật phổ biến, nhưng mà đối với lan thì nó lại có tác dụng rất là hiệu quả luôn. Sang bên đây thì em có cái dòng gì nhỉ? Đây. Phía trong đây em có cái tinh dầu thảo mộc này, tinh dầu thảo mộc phân bón vi lượng cũng của công ty Kim Thủy Sinh này, 90.000 đồng một chai. Đây là cái sản phẩm Ben 2 này. Ben 2, đấy, chế phẩm nem. Cái này cũng thuộc cái cô Hùng Nguyễn đấy ạ. Cái loại này em bán là 60.000 đồng một lọ. Kích hoa của Thái ạ, em có cái dòng kích hoa của Thái. 70.000 đồng một lọ, 70.000 đồng một lọ kích hoa Thái. Đây, cái phát triển bộ rễ cho cây này. Cái này phát triển cực mạnh bộ rễ cho cây Super Homie. Cái này 55.000, 55.000, 55.000 đồng một lọ. Xem còn dưới đây còn cái gì không nha. Em còn cái đây diệt kiến này, diệt kiến là 5.000 đồng. Thẻ tên ạ, đây là thẻ ghi tên. Cái này thì em bán là 100.000, 60.000 đồng một túi 100 thẻ. Hôm nay có bác lấy 50 thẻ thì thôi em cũng tách ra cho mọi người là nếu lấy 50 thẻ thì là 30.000. Đấy, tách ra nếu các bác lấy nẻ. Còn đây là cái sản phẩm viên nén Kali của anh Tư. Một túi viên nén này về giá là 60.000 một cân. Và cái dòng này nén viên nén dịch chuối đấy ạ, chiết xuất. Đó.
60.000 đồng một túi 1 cân. Còn cái dạng 5 cân thì hiện tại nhánh tư không sản xuất nữa rồi, bởi vì cái hàng đấy người ta làm nhái rất là nhiều. Đây ạ, B1 Mỹ nhà em về nhiều luôn. Nói chung là số lượng rất là nhiều. Xem mà bên đây còn. Đây ạ, bên đây thì em có cái nấm Pesubonat này. Đó, cái này loại 1 cân này. Cái này sản phẩm kết hợp với dịch chuối với cả cái gì nhỉ? Nấm Chicodema dạng 1 cân, nhưng mà nấm thì nhà em hết, còn cái Pesua là 130. Dịch chuối hình như cũng vừa hết hàng rồi. Dịch chuối 40.000 thì như cũng vừa hết hàng rồi phải. Sang bên đây thì em có vỏ thông nhá. Vỏ thông thì em có cái loại size này gọi là size to, 20.000 đồng 1 cân vỏ thông. Có loại size nhỏ nữa. Size nhỏ nữa thì em để ở phía sạp bên ngoài thì cũng 20.000 đồng 1 cân. Phân bón thì em có cái dòng phân tan chậm ạ. Nghĩa là phân tan chậm của Nhật và phân tan chậm của Mỹ. Phân Nhật là 14, 13, 13, còn phân Mỹ là phân Mỹ là 14, 13, 13, còn phân Nhật là 13, 10 mấy nhỉ? Tự nhiên lại quên mất. Đấy, cái loại này thì em phân Mỹ em bán là cái phân vàng Mỹ này, viên hạt nhỏ nhỏ này. Các bác chỉ bón một chút ở trên cái thành bề mặt chậu thôi. Bởi vì hàng này này nó hàng lượm nó cao ấy. Đấy, loại này em bán 150 một cân. Còn cái loại phân Nhật này thì hạt nó màu xám xám này thì em bán là 140 một cân. Các bác có thể lấy nửa cân hoặc vài nặng cũng được. Tại vì hàng này em nhập theo lô, nghĩa là nhập cái bao toàn 10 cân hoặc 20 cân một ấy. Các bác lấy bao nhiêu thì em đóng từng đấy. Nên là tại sao khi gửi đi thì em đóng vào trong cái túi ni lông ấy. Đây, cái bao, đây cái phân này là phân 14, 13, 13 là của phân Nhật. Hình như đây là phân Mỹ là 10 à? 10 mấy ấy nhỉ? Tự nhiên lại quên mất. Đây, 14. Không biết là... Đây ạ, đây là cái phân Nhật này. Đây viên nó xám xám này. 140. Có cả phân chùn quế, đây cái phân chùn quế nhà em đây. Phân chùn quế thì 30.000 đồng một túi 1 cân. Đấy, cái này viên nén người ta nén thành từng viên rồi. Nó dài dài này. 30.000 đồng một túi 1 cân. Còn đây là cái phân dê này, phân dê thì đã qua xử lý nấm rồi nhá. Loại này thì em bán với giá là 30.000 đồng một cân một túi. Đây 30.000 đồng một túi. 1 cân luôn. Nói chung là phân chùn quế, phân dê rất là nhiều. Sang bên đây thì em có đó chính là cái dớn này, dớn cọng này, dớn vụn này. Đó, cái này thì em bán là 35.000 đồng một cân, 35.000 đồng một cân dớn. Tiếp theo thì đây là những cái sơ dừa thì em có cái dạng sơ dừa vụn. Hàng này là hàng vụn này, đấy, mỗi túi vụn này thì em bán là 30.000 đồng một túi. Thật ra là